Các bạn thân mến, sau khi tham gia vào binh đoàn của chú tể bóng tối Titan, hồi Hắc Ám nhận lệnh trở lại trái đất với kế hoạch phá hoại hành tinh này. Bọn chúng gieo rắc tai họa và dịch bệnh khắp nơi. Không khí ô nhiễm nặng nề, rác thải trôi nổi khắp đại dương, cháy rừng và cả mưa axit. Hiệu trưởng Galactic đã giao nhiệm vụ cho Chớp Chớp mang theo các bảo bối của Cool Galaxy Academy đến để giải cứu trái đất. Mấy bạn ơi, mấy bạn biết mình tên là gì không? Hôm nay mình mặc bộ đồ này tại vì bộ đồ chiến binh của mình đã được đem đi nâng cấp nè, để có thể hiện đại hơn, để có thể mạnh hơn, để chiến thắng được hội ác nhân á. Mà sao hôm nay mình đến làng trái cây của nữ công tôm mà sao chẳng thấy ai hết vậy? Các bạn có thấy dân làng trái cây đâu? Ủa sao kỳ vậy ta, sao không có một cô làng trái cây cu nào hết trơn vậy? Bạn có phải là đến từ Cool Galaxy Academy không? À, đúng rồi, mình tên là Chớp Chớp. Đừng, bạn đừng đến gần mình. Ủa là sao? Tại vì mình đang bị nhiễm bệnh, nếu bạn đến gần mình, bạn sẽ bị lây bệnh. Trời, không sao đâu, mình là Cool siêu phàm mà, nên là hệ miễn dịch của mình nó tốt lắm. À, bạn uống thử nước này đi. Nước này trong bình nước Cool siêu phàm á. Đây là bình nước Cool siêu phàm hả? Đúng rồi. Ta có nên uống không? Ta tin Chớp Chớp. Quả thật là ta đã thấy khỏe hơn nhiều, cũng như là không còn ngứa ngáy nữa. Cảm ơn Chớp Chớp rất là nhiều nha. Đây, ta trả cho Chớp Chớp nè. Và giới thiệu với Chớp Chớp, ta chính là Táo Sa. Vậy bạn Táo Sa dẫn mình đến làng của bạn đi, để mình cứu giúp mọi người. Đúng rồi, đi theo mình nha. Okay. Đi thôi. Ủa ai vậy? Ai vậy các bạn? Ai vậy? Ủa, sao có cái đồ con cua trên đầu nè? Đúng rồi, hãy lấy bình nước Cool đa năng. Bạn thử bình nước Cool đa năng đi. Táo Xanh ơi, bây giờ bạn cầm bình nước Cool đa năng này á, về cứu giúp lân làng của bạn đi. Mình sẽ ở đây giúp cứu bạn ấy. Ok, mình sẽ đi nha. Nhìn bạn này giống bạn nào ở dưới biển? Có phải không? Ủa, vậy bạn là ai vậy? Mình á hả? Mình là chú cua. À, vậy là nhà bạn ở dưới đại dương chứ sao lại bạn lên trên cạn thế này? Đúng rồi á, ý là đúng là nhà mình ở dưới đại dương á. Đừng có khóc nữa. À, mình có cái này giúp bạn nè. Đây á, chính là quạt Cool Phi Hành Gia. Mình sẽ cho bạn về quê hương của bạn. Vậy bây giờ mời mọi người cùng về quê hương của công chúa cua nha. Rồi, quay về quê hương của công chúa cua. Một thời gian trước, công chúa cua sống ở đại dương vô cùng vui vẻ. Mỗi ngày, công chúa cua đều ca hát nhảy múa. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong sự yên bình. Công chúa cua đang bơi lội vui vẻ thì bỗng biển động dữ dội. Một dòng nước xoáy xuất hiện cuốn công chúa cua đi. Vài tiếng sau, đại dương ngập đầy rác thải, các sinh vật biển nhiễm độc. Công chúa cua đã bị rác thải bao trùm và bị nhiễm độc, khiến cô họng không nói được nữa. Công chúa cua bỏ chạy lên bờ để tìm đến những hồ nước sạch. Tuy nhiên, các hồ nước và dòng sông trên bờ cũng đã trở nên khô cạn mất rồi. Ở trên trái đất này á, chỗ nào cũng bị ô nhiễm hết trơn á, chứ không riêng gì quê hương của bạn đâu. Nên là chúng ta phải cứu lấy hành tinh của chúng ta. Mình tin là chúng ta sẽ làm được. Nhưng mà làm thế nào? Chớp. À, chào công chúa cua. Bằng bình nước này thì ta đã cứu dân làng rồi. Mọi người đã trở nên khỏe mạnh hơn. Bây giờ ta thấy là trời cũng đã tối. Hay là hai bạn cùng về với làng trái cây con tum để nghỉ ngơi qua đêm nha. Được á. Mình đồng ý. Vậy mình đi. Đi thôi. Ủa? Sao mà mấy bạn ơi, sao không khí ở đây mình ảm đạm mà buồn quá vậy? Chắc tại cũng lâu ngày á. Thật ra ta là người buồn nhất ở đây. Bởi vì làng trái cây con tum đã từng rất phì nhiêu, màu mỡ, cũng như người dân ở đây nhiều hoạt động sôi nổi vui tươi. Họ đã sống trong yên bình và hạnh phúc. Thế nhưng từ khi mà dịch bệnh đã làm cho mọi người trở nên yếu ớt, thiếu sức khỏe, và đặc biệt là không gian bị bao trùm bởi sự ảm đạm nơi đây. Ta nghe tiếng cười. Ủa là sao? Tôi cũng nghe. Ta nghe một âm thanh gì đó. Ủa, nếu mà tiếng Cedar ở đây thì chắc chắn là hóa nhân ở đây rồi. Chắc chắn rồi, hồi hóa ám này ở đây luôn. Bây giờ mình phải làm sao đây? Còn muốn gì nữa? Tất nhiên là bảo bối của Cool Galaxy Academy rồi. Vậy cũng hỏi, khờ ghê. Bảo bối của Cool Galaxy Academy hả? Ông nằm mơ đi.
Cần gì mơ, ta đang giữ bọn trẻ con của làng trái cây đây nè. Không giao bảo bối ra thì đừng có trách vì sao biển xanh lại mặn nha. Chết rồi. Mình hỏi xíu. Ok. Thì ông muốn bảo bối cũng được, nhưng mà phải có một điều kiện. Điều kiện gì? Bây giờ điều kiện là ông phải thắng được chúng tôi. Còn nếu mà ông thua nha, là ông phải trả lại bọn trẻ con của làng trái cây đây. Ok, thích thì ta chịu. Ta sẽ là người đưa ra thử thách. Đây, Hoài Cun với Thành Gia, chúng ta hãy cùng xem thử thách của Tinsider nha. Hắn ta có một thử thách không phải chỉ dành cho hai chiến binh Cun siêu phàm, mà dành cho các bạn bên dưới nữa. Các bạn có muốn tham gia thử thách này không? Thử thách này như sau. Thử thách mang tên là giải cứu trái cây. Bây giờ chúng ta cần lên sân khấu là 10 bạn. Hãy cùng đếm với Tao Thanh nào. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi. Lắc điên cuồng luôn. Bông tay nào hết. Làm sao đây? Sao bên này không rớt cái nào hết trơn vậy? Không có được dùng tay nha, Không có được dùng tay. Bên này lắc dễ thương không? Rồi bây giờ chúng ta có những xung đột nho nhỏ. Tôi không chứa cua rồi. Đây, người bạn này. Có ngay có ít không? Đây là vô ích nè. Thổi cho nhau. Mình thổi cho nhau được không? Mình thổi cho nhau đi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Và đội chiến thắng đó là đội của... Đội của... Công chúa cơ. Chúc mừng cho đội của công chúa cơ. Nhưng mà cả hai đội đều nhận được quà của cô. Quá, các bạn ơi. Các bạn biết gì không? Các bạn đã nhận được phần quà xe tô màu Cun Da Sáng. Còn các bạn của đội Chớp Chớp được nhận bình nước Cun Da Đăng. Lần sau ta sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Hãy đợi đó. Bye bye. Vậy là chúng ta đã giành chiến thắng rồi. Cảm ơn các bạn nhỏ của con tôi.